Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Thì nội dung trong video này mình xin cập nhật dự án đó là Syria Agent nha các bạn. Thì uh, hiện tại nó đã có một cái thông báo mới về cái vấn đề mà uh, chúng ta chuẩn bị uh, KYC đó là giai đoạn 1 nha các bạn. Thì đây uh, cái thông báo có nội dung như sau, đó là xin chào Sililian, cho đến nay bạn đã có bao nhiêu chuỗi khai thác. Lời nhắc bạn cần có chuỗi khai thác ít nhất 15 ngày cho giai đoạn KYC giai đoạn 1 sắp tới của mình. Tin tức lớn sắp ra mắt hãy canh giác đấy các bạn tức là đây là nó các bạn là các bạn phải còn khai thác 15 ngày à, các bạn khai thác 15 ngày các bạn mới có thể ca xe nha cho nên hiện tại mà bạn nào mà chưa đăng ký khai thác cái dự án Sila Edge này thì các bạn hiện tại các bạn nên đăng ký càng sớm càng tốt nha để mà các bạn khai thác 15 ngày thì có thể 15 ngày sau nó sẽ cho các bạn ca xe giai đoạn một nha đây là các bạn là nó nói, nói nè tin tức lớn sắp ra mắt là hãy canh giác nè thì theo mình nghĩ cái tin tức này là tức là cái tin tức kc giai đoạn 1 nè các bạn nè Thì thông thường những dự án kc thì rất có thể là chúng ta KIC giấy tờ tùy thân đó các bạn Thì giấy tờ tùy thân với lại KIC đó là xác minh khuôn mặt đó Thông thường là những dự án nó đều đó là kC như vậy nha các bạn Rồi và đây là cái đó là thông tin tiếp theo của nó nè các bạn nè Đó là một điều đặc biệt sắp đến là Lại là một cái điều đặc biệt một cái thông báo lớn sắp tới trong tương lai nha các bạn là à, theo lộ trình của chúng tôi, ba mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch phát triển của chúng tôi. Thứ nhất đó là xác minh KIC là à, dự án thông báo trong thời gian sắp tới sẽ xác minh nè. Rồi tiếp theo đó là yêu cầu mã thông báo CDA, tức là sau khi chúng ta vượt qua xác minh KIC nè, thì chúng ta có thể yêu cầu cái mã thông báo nè. Rồi thứ ba đó là phát triển ứng dụng vào web giao dịch Sila Exchange, tức là nó cho ra mắt cái sàn giao dịch Sila Exchange nha các bạn. Đây là ba cái mục tiêu mà Sila sẽ làm trong thời gian sắp tới nha các bạn. Thì hiện tại chúng ta chuẩn bị đến cái bước xác minh nè, thì chúng ta tiến gần đến cái quá trình mà lên sàn giao dịch là Sila Exchange nè. Thì cái cái đồng CLT là chúng ta khai thác để chúng ta sử dụng trong cái sàn đó là là cái đồng coi của nền tảng của Sila Exchange nha các bạn. Thì để mình cho các bạn xem cái lộ trình của nó nè. Đây nè, đây là cái lộ trình của nó nè là nó sẽ được lên sàn vào ngày đó là ngày 30 tháng 9 2024 nha các bạn đây. Nó lên sàn thì lúc đó chúng ta có thể mà giao dịch nha các bạn. Đây 30 tháng 9 nha. Còn uh, nó cũng có bán trước uh, đây là ICO nữa nè các bạn nào Thì uh, những dự án mà có bán trước đó uh, thì cái tỷ lệ thành công của nó cao hơn nha các bạn. Cũng như là cái uh, đó là khi mà lên sàn uh, thì cái giá của nó sẽ tốt hơn những dự án mà không cho uh, bán trước nha các bạn. Rồi và đây là cái app khai thác nha thì ở trên cái app khai thác nó cũng thông báo là các bạn nè là các bạn phải khai thác đó là các bạn đăng ký tài khoản mới nè, các bạn khai thác 15 ngày thì các bạn mới được cai xe bước 1 nha. Cho nên các bạn tranh thủ đăng ký nha. Đây nè thì cái mà khai thác nó mình cũng nói quá nhiều rồi các bạn. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn rất nhiều lần rồi. Thì ở giao diện đăng nhập như thế này nè, các bạn có thể bấm vào cái 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 quay quay nè, cái thanh mà chúng ta khai thác nè. Các bạn bấm vào thì ở đây á các bạn nó có cái đồng hồ chạy nè thì nó có những cái lựa chọn cho các bạn khai thác nha. Ví dụ là 6 tiếng các bạn có thể vào bấm một lần hoặc là 12 tiếng, hoặc là các bạn có thể chọn 24 tiếng các bạn vào bấm một lần. Cái đó là tùy theo thời gian của các bạn nha. Rồi bên dưới nó có cái thông báo nè, xin chào xin lên bạn có điểm chuỗi à, 17 ngày, à, đào trong 3 ngày liên tiếp để nhận điểm thưởng là 6 xin lên Tức là phía bên dưới này nó có cái 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 điểm thưởng chuỗi nè các bạn nè Tức là các bạn khai thác càng lâu á, các bạn khai thác mà không bỏ lỡ ngày nào càng nhiều á thì cái điểm thưởng này của các bạn nó sẽ càng nhiều nha còn ở đây là cái số dư của các bạn đào nè rồi bạn bè các bạn mời được nè rồi cái phiên đào cuối cùng là các bạn được nhiêu đây nè đấy rồi phía bên dưới là các bạn có thể mời bạn bì nè đây nè các bạn bấm uh, chia sẻ bạn bè để mà các bạn uh, sao chép cái mã mời và các bạn đi mời bạn bì đấy để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn rồi uh, phía bên dưới nè các bạn nè nó có cái sách trắng nè các bạn có thể vào đây để mà đọc uh, sách trắng của Sila Exchange nha các bạn rồi các bạn có thể bấm vào cái menu dấu bằng gạch nè Phía ở bên dưới nè các bạn nè Nó có cái phần FAQ nè Tức là những cái câu hỏi á Những cái câu hỏi thường gặp á Thì các bạn có thể bấm vào để mà xem những cái câu hỏi Ví dụ như là SLA uh, exchange là gì nè SLA là gì nè Rồi uh, cái tổng cung của nó bao nhiêu nè Đây nè tổng cung cấp nè Các bạn bấm vào đây Tổng cung là 200 triệu nha 200 triệu đối với một cái token là phải nói là cực kỳ ít đó các bạn rồi có ngày mainnet của Sila là bao nhiêu nè thì các bạn có thể bấm vào để mà xem nha. Hiện tại thì chưa có cái ngày mainnet cụ thể nha các bạn. Khi nào mà nó lên sàn là khi nào mà nó ra mắt cái sàn Sila Exchange đó thì nó mới có thể cho chúng ta giao dịch cái đồng Sila nha. Đấy các bạn có thể vào đây để mà tìm hiểu tất cả những cái thông tin về dự án Sila nha. Thì tất cả các câu hỏi của bạn đều nó tập trung ở đây nha. Các bạn thắc mắc thì các bạn vào đây các bạn xem nha. Rồi và chúng ta sẽ chờ cái bạn cập nhật để mà chúng ta có thể cài giai đoạn 1 nha các bạn. Sau khi cài xe giai đoạn 1 thì chúng ta có thể yêu cầu cái mã thông báo đó là CLT nha. Và cái đường link đăng ký cũng như là cái mã mời mình sẽ để bên dưới phần mình luận nha. Cũng như là những video hướng dẫn các bạn đăng ký mình cũng sẽ để bên dưới phần mình luận nha. Các bạn nào mà chưa biết thì các bạn click vào để mà xem những thông tin về dự án nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.